Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thiên Tướng Sao Mệnh. Kênh của Thiên Tướng Sao Mệnh là một kênh phân tích chỉ tay dựa vào cái cơ sở phương pháp luận về khoa học biện chứng khách quan. Đây là một sự kết hợp giữa hai bộ môn khoa học, đó là bộ môn khoa học chỉ tay và bộ môn về phương pháp luận biện chứng khoa học. Thì mình rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh YouTube của mình. Mình có để ở dưới cái phần mô tả của video về cái địa chỉ của trang fanpage. Các bạn có nhu cầu về xem chỉ tay, các bạn có thể giúp mình ấn nút đăng ký kênh YouTube và cũng như là gửi cái thông tin chụp cái hình bàn tay qua cái địa chỉ trang fanpage mình có để ở dưới cái phần mô tả. Mình sẽ tranh thủ các bạn để mà lấy thông tin và xem phân tích cái bàn tay của các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Thì hôm nay mình sẽ phân tích cái bàn tay này là của một bạn nam năm nay 26 tuổi. Có thể nói đây là một cái bàn tay của một bạn nam, cũng là một cái fan cứng của mình ở trên cái trang fanpage. Thực ra thì mình cũng không phân biệt về fan fan cứng hay fan mềm gì đâu. Tại vì mình có một thời gian qua mà bạn này cũng đã theo dõi của mình một thời gian khá là dài rồi. Và hiện tại thì bạn này cũng có một cái việc nó hơi đắn đo, cho nên muốn mình phân tích xem nó có được cái thuận lợi hay không. Và cái đắn đo đó của bạn này, đó chính là bạn này hiện học đã vừa ra trường cái ngành bác sĩ. Do đó bạn này hiện đang xin việc vào trong một cái bệnh viện. Vì vậy mà mình muốn nhân cái cơ hội này, đúng cái lúc mà bạn này có một cái sự phân vân gì đó. Do đó mình muốn phân tích cái bàn tay của bạn xem có những cái ưu khuyết điểm như thế nào để giúp sức cho bạn này có thể phấn đấu nỗ lực hơn trên cái con đường sự nghiệp công danh của mình sắp tới. Thì phần tổng thể chúng ta vẫn sẽ đi vào như thường lệ. Chúng ta nhìn vào cái bàn tay này, chúng ta sẽ thấy được về cái màu sắc của cái bàn tay này có cái đặc điểm rất là tốt. Nó đỏ ửng, nó hơi hồng hào như thế này. Thì rõ ràng đây là một người có sẵn một cái thể lực, có sức khỏe, có cái tâm trí lực rất là tốt. Con người của chúng ta thì thường có phần tâm, phần trí và phần lực. Thì bàn tay mà một người mà có cái sức, có cái sắc thái nó ửng hồng như thế này thì cũng được gọi là một cái bàn tay nó có cái sự phúc khí ở trong đó. Con người của chúng ta có hai phần, phần khí và phần huyết. Phần khí tức là cái hơi thở cái của chúng ta, còn cái phần huyết đó chính là cái phần máu lưu thông kinh mạch của chúng ta. Phần khí và phần huyết mà nó được lưu thông đầy đặn, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta vận chuyển tốt các cái chất dinh dưỡng, và do đó nó thể hiện ở cái bàn tay của bạn này nó hồng hào như thế này. Thì nó cho chúng ta thấy được người này có sức khỏe rất là tốt. Cái đặc điểm thứ hai chúng ta đi theo tiếp theo là cái ngón cái của bạn này. Cái ngón cái của bạn này nó có một cái đặc điểm là bạn này có khá là nhiều cái vân ở đây. Thì trong sách vở về cái thuật xem chỉ tay thì nó cũng đã nói lên cái người mà có đặc điểm cái ngón cái có nhiều cái vân như thế này thì người ta gọi là cái vân phục dược. Cho đó bạn này học về cái ngành y dược và bác sĩ, cho nên mình có thể nói rằng bạn này sau này nhất định bạn sẽ phát huy được cái tài năng, cái tố chất, cái sự gọi là có cái khả năng chữa bệnh, trị bệnh của một người. Đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rất là tốt đối với một bàn tay mà người làm về cái công việc bác sĩ, chữa bệnh. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy cái ngón cái của bạn này nó hơi ngắn, và cái bầu của ngón cái này nó hình dạng như thế này. Thì cái khuyết điểm của cái ngón cái này là làm việc, cái người này làm việc thì đôi khi là họ sẽ không có kiên trì, không có ý chí kiên định, không có cái sự nỗ lực nó vươn lên, nó quyết đoán. Người có ngón cái như thế này thì cái ý chí nghị lực của họ có cái phần gì đó nó hơi yếu kém so với những cái người khác. Cho đó bạn này cần phải lưu ý, nếu như mà nam như chi trí thì cần phải có một cái chí nguyện lớn. Chúng ta phải có cái chí nguyện, bởi vì cái chí nguyện đó chính là cái mục đích, cái đích đến của chúng ta để hướng tới. Người mà có chí nguyện thì mới có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình để có thể phấn đấu nỗ lực ở trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình sau này. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở cái ngón trỏ của bạn này nó có một cái phần gì đó nó hơi khuyết điểm ở chỗ này. Nó hơi dạng như nó bị hơi gãy, nó hơi khuyết tật cái gì đó, mình cũng không có hỏi bạn này. Cái ngón trỏ thì nó thể hiện nên cái khả năng chỉ huy, lãnh đạo, cái ý chí, cái muốn, cái khả năng mà muốn chỉ huy, lãnh đạo của một người. Do đó cái ngón trỏ này nó yếu ớt thì có thể nói là người này cái khả năng chỉ huy, lãnh đạo thì nó cũng có cái gì đó nó hơi hạn chế. Và thậm chí người này chúng ta thấy cái ngón trỏ của bạn rất là trội. Nó trội là nó gần bằng với cái ngón giữa này luôn các bạn. Nó vượt hầu như là vượt sang cái trung điểm của đốt thứ nhất của cái ngón giữa này, thì cho thấy người này rất là có cái tham vọng,
họ rất là muốn chỉ huy, lãnh đạo. Nhưng mà với cái ngón cái này và với cái khuyết điểm cái chỗ này của cái ngón trỏ thì cho thấy mặc dù họ rất là mong muốn về cái khả năng chỉ đạo lãnh đạo, rất muốn nói người khác nghe đó, nhưng mà có thể nói đây là một trong những cái khuyết điểm, nó không được như ý cho lắm. Nếu như mà cái ngón trỏ này nó đầy đặn, nó vững chãi hơn thì nó đây là một trong những người có thể nói là có cái tổ chức lãnh đạo. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy cái ngón danh của bạn ấy cũng rất là trội, hầu như là nó vương gần bằng so với cái ngón giữa này. Điều này nó lại càng nói lên rằng là người này có cái tham vọng rất lớn. Họ vừa có cái muốn cái khả năng chỉ đạo lãnh đạo, vừa lại có cái tham vọng, cái danh tiếng trong cái nghề nghiệp của mình. Cái ngón đầu của cái ngón danh của bạn này hơi nhọn. Điều này cho thấy người này làm việc cũng rất là tỉ mỉ. Người này rất là tinh tế và thậm chí họ có một cái khả năng sáng tạo. Bởi vì ở đây chúng ta thấy ở từ cái đốt thứ hai trở đi, bắt đầu cái ngón danh này nó bắt đầu nó có một cái sự phát triển đầy đặn và nó no tròn hơn. Thì điều này cho thấy về cái trung vận và cái hậu vận của họ, có thể là cái công danh sự nghiệp tiền tài của họ sẽ có được như cái gì mà họ mong muốn. Tiếp theo thì chúng ta thấy ở cái ngón út của các bạn này nó hơi thấp. Điều này cho thấy là mối quan hệ của người này nó cũng không phải là một cái người rồi là thích giao du, cũng có rất là ít bạn bè xã giao. Người này kết bạn cũng phải nói là rất là lý trí, tức là người ta biết cách chọn bạn mà chơi chứ không phải là ai cũng chơi. Người này phải nói rất là thông minh, bởi vì họ những người thông minh là những người không bao giờ đánh đổi cái thời gian của mình nó lãng phí vào những cái mối quan hệ nó không thật sự cần thiết, mà chúng ta chỉ cần có những cái mối quan hệ nó tuy là ít nhưng mà nó đảm bảo cái tình bạn nó thâm giao chí cốt, thì đó mới là những người thật sự là khôn khéo. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích tới các gò. Nếu như mà chúng ta dựa vào cái gò kim tinh này thì chúng ta có thể thấy được người này là một cái người phải nói có tính tình phóng khoáng, là một người có thể là chi tiêu rất là rộng rãi. Mặc dù chúng ta thấy được cái giữa các cái ngón tay này nó không có bất kỳ một cái khe hở nào. Nếu như mà dựa vào các cái khe hở của ngón tay mà chúng ta khẳng định người đó là một cái người chi tiêu tiền keo kiệt hay là khốn khoáng thì nó chưa đủ cơ sở, mà chúng ta phải kết hợp với những cái yếu tố khác. Có thể kết hợp thêm cái đường tâm đạo hoặc là cái đường sinh đạo hoặc cái gò kim tinh. Mà cụ thể ở đây chúng ta thấy cái gò kim tinh của bạn này rất là cao và đầy đặn, thì cho thấy cái yếu tố mà người này không phải là một người keo kiệt bụng sinh. Tiếp theo nữa, mà người đàn ông mà có gò kim tinh mà đầy đặn thì chắc chắn họ sẽ có một cái nguồn sinh khí, nguồn sinh lực rất là dồi dào. Đặc biệt là họ sẽ rất khó có cái khả năng kiềm chế về cái khả năng về dục vọng của họ. Đây là một trong những cái khuyết điểm. Cái gò kim tinh nó là một cái cung, nó thuộc về cái cung cấn. Cấn tức là về cái phần núi. Núi thì đương nhiên nó sẽ càng cao thì nó sẽ càng có lợi cho chúng ta. Trong binh pháp Tôn Tử cũng đã từng nói lên cái điều đó. Tuy nhiên cái núi cái gì đó nó cũng vừa phải thôi. Nó cao quá thì nó cũng không có mang lại những cái lợi lộc cho chúng ta nhiều đâu. Bởi vì cao quá thì nó sẽ làm cho chúng ta đứng chơi vơi một mình. Chúng ta sẽ không có một cái điểm tựa. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái gò kim tinh của bạn này có những cái đường xuống như thế này. Thì đây là một trong những cái đường cho thấy người này làm việc sẽ rất là trách nhiệm. Ở trên cái gò kim tinh chúng ta có cái đường này thì cho thấy người này rất là hăng say cái công việc của mình. Nhưng mà chính vì cái sự hăng say đó mà nhiều khi mình làm mình không có, nói chung là mình không có nghĩ so đo tính toán gì cả. Do đó nhiều người sẽ lợi dụng cái đức tính đó của mình mà họ có thể chèn ép mình. Đôi khi những cái lần chèn ép đó khiến cho mình cảm thấy là bị thua thiệt á. Trước mắt là mình sẽ bị người khác có thể nói là người khác chơi xấu nữa không chừng. Đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy về trước mắt á, thì người đó họ sẽ bị thiệt thòi đó. Nhưng mà nếu như mà về sau này hậu vận thì họ sẽ tốt. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở cái gò thủy tinh này, chúng ta thấy người này có một cái gò thủy tinh rất là đầy đặn và no tròn. Điều này cho thấy là về cái cung tử thất của người này rất là thuận lợi. Nếu như mà người này sau này kết hôn thì cái khả năng con cái của họ sẽ rất được, sẽ rất là tốt. Và đồng thời họ cũng có những cái lọc lá về cái chuyện kinh doanh. Người mà có gò thủy tinh mà đầy đặn và kết hợp ở những cái đường tiền tài như thế này nữa thì chắc chắn họ
trong ngoài cái việc chính của họ ra, chắc chắn họ sẽ còn cái kinh doanh gì đó thêm. Thì đó là những cái gò ở trên cái vòng bàn tay. Chúng ta tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết xem bạn này có những cái dấu hiệu, xem cái đường công danh sự nghiệp, cái đường tình cảm, đường gia đạo cũng như là cái đường sức khỏe của họ sẽ như thế nào. Chúng ta đi vào cái đường tình cảm này. Có thể nói đây là một cái đường tình cảm mà ở cái xuất phát điểm, cái nguồn, cái khởi nguồn của nó sẽ không được tốt cho lắm. Bởi vì ở đây chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái đoạn đứt, nó tụa xuống và đường cắt ngang như thế này. Thì có thể nói đây là những trong giai đoạn trước năm 30 tuổi, 29 tuổi thì người này, cái chuyện tình yêu của họ cũng sẽ không được mấy gọi là tốt đẹp cho lắm. Tốt đẹp ở đây cũng chưa hẳn là họ có cái kết cục nó không đẹp, mà ý ở đây là tức là người này sẽ trải qua những cái cuộc tình nó sẽ hơi dang dở một tí xíu, sau đó mới đi tới cái chuyện hôn nhân được, chứ không phải là yêu một người mà có thể kết hôn đi tới cái con đường cuối cùng được. Ở chúng ta thấy ở cái phía cuối ở cái con đường tình cảm này, chúng ta thấy người này có một cái hướng rất là, cái đuôi cá nó rất là lớn ở đây. Có thể nói đây là một trong những cái đuôi cá rất là đẹp ở trên lòng bàn tay của một người. Đường đuôi cá ở trên đường tâm đạo mà nó hướng tới cái gò mộc tinh như thế này thì rõ ràng người này rất có tham vọng, trong vừa là tham vọng trong cái chuyện tình yêu, vừa tham vọng trong cái chuyện địa vị, cái công danh sự nghiệp của mình. Do đó có thể nói đây là một người khá là cầu toàn. Nhưng mà có thể nói ở cái gò mộc tinh của cái bạn này á, có những cái dấu hiệu như thế này. Đây là một trong những cái đường nó gây muộn phiền về cái chuyện kinh doanh, cái chuyện tình cảm, và cũng như là cái sự cản bước một tí xíu về cái con đường địa vị của họ. Cụ thể là nó cắt ngang hai cái đường này. Một nhánh nó hướng về cái gò mộc tinh, mà cụ thể là ở cái phần này, cái hướng gần sát vào cái chân của cái ngón trỏ, và một cái hướng về cái địa vị, cái danh vọng của họ. Do đó có thể nói cái đường này chính là cái đường ảnh hưởng mà nó sẽ phản ánh lên cái sự ngăn cản, cái sự thành tựu trên cái con đường đi hướng tới cái sự hạnh phúc trọn vẹn và cái địa vị của họ. Đây cũng không phải là một cái điều gì đó nó gọi là nó không tốt, bởi vì bất cứ ai cũng vậy, trong cái con đường sự nghiệp của họ chắc chắn sẽ có những cái lần chông gai thử thách thôi. Bởi vì chúng ta không ai có thể thành công được ngay từ cái lúc khởi vận ban đầu, mà thậm chí có nhiều người thành công từ cái thời điểm ban đầu nhưng mà ở về sau này họ vẫn sẽ vấp phải cái chông gai. Quan trọng là chúng ta có đủ sức, có đủ cái trí tuệ, cái bản lĩnh để vượt qua được cái chông gai thử thách đó hay không thôi. Chứ còn cái chông gai thử thách là chắc chắn là chúng ta ai cũng phải có. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ phân tích thấy ở trên cái đường trí đạo này đi. Trí đạo, chúng ta thấy cái đường trí đạo của cái bạn này rất là dài. Nó dài thẳng xuống cái gò thái âm. Chúng ta thấy cái người nào mà có đường trí đạo mà hướng xuống tới cái gò thái âm như thế này thì thường là họ là một cái người có một cái suy nghĩ nó hơi xa vời với cái thực tiễn một tí xíu. Có thể nói đây là một người khá là mơ mộng. Chúng ta nhìn vào cái đường tâm đạo này, chúng ta cũng có thể thấy được cái sự cầu toàn của người này là ở mức độ như thế nào rồi. Kết hợp với đường trí đạo này nữa thì càng nó chứng minh, khẳng định thêm cái điều đó là người này rất là cầu toàn. Và thậm chí những người này thường là họ chính vì cái sự gọi là họ suy nghĩ quá là cặn kẽ, quá là cẩn trọng đi. Cho đó cái đường trí đạo này nó chính là một trong những cái yếu tố mà nó có thể là nó sẽ ngăn cản cái sự thành công của người này đến sớm. Ý ở đây mình muốn nói là cái sự thành công của người này nó sẽ tới muộn, là nếu như mà tới muộn á, là chính cái sự ảnh hưởng, sự tác động của cái đường trí đạo này. Bởi vì cái người này họ quá là thận trọng, có một cái suy nghĩ nó cũng hơi xa vời cái thực tế một tí xíu. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái đường, cái giao điểm của cái đường trí đạo và cái đường sanh đạo, chúng ta thấy ở cái đoạn này nó mới thực sự là tiếp xúc với nhau. Thì ở những cái giai đoạn này chúng ta thấy nó có rất cái nhiều cái đoạn thu tủa như đây, nó rối rắm ngay chỗ này lắm. Thì điều này cho thấy là ở những cái thời điểm trước đây lên 5 đến 10 người này cũng phải nói là rất là khó nuôi. Những cái đường sinh đạo như thế này thì có thể nói là có thể thợ nhỏ cái người này có cái vấn đề gì đó ở trong cái gia đình mà khiến cho họ không có được một cái cuộc sống nó thoải mái. Nói chung là người này thợ nhỏ thì họ sẽ hơi có mấy cái cuộc sống nó hơi gò bó một tí xíu.
gò bó ở đây cũng có khả năng là trong cái gia đình của cái người này thì có những cái chuyện gọi là nó buồn hay gì đó, thì người này thuở nhỏ họ cũng có những cái lần suy nghĩ nó không được chín chắn cho lắm, thậm chí là nhiều lần họ muốn gọi là suy nghĩ hơi nó tiêu cực một tí xíu. Mình nói tiêu cực ở đây là những cái vấn đề chẳng hạn như là muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi chẳng hạn, đó chính là những cái suy nghĩ như vậy. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở cái đường sinh đạo của cái bạn này nó có cái hình dạng như thế này các bạn. Nếu như mà nói về cái độ dài thì đây là một cái đường sinh đạo nó có cái độ dài rất là đẹp, bởi vì cái phần kết thúc của nó là ở cái vòng thứ nhất của cái cầu tay. Do đó những người này thường là họ sẽ có một cái nguồn sinh lực dồi dào và cái sức khỏe tốt, do đó cái khả năng mà họ sống thọ là rất là cao. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái đường sinh đạo thì nó có những cái đường như thế này. Đây là những cái đường mà nó hơi buồn phiền một tí xíu. Những cái đường này mà nó chạm vào cái đường định mệnh nữa, đây là cái đường định mệnh, thì cho thấy cái những cái chuyện buồn phiền của người này phần lớn là có khả năng là ba lần này buồn phiền sắp tới đây là do cái đường công danh sự nghiệp nó ảnh hưởng tới cái chuyện buồn phiền của người này. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái gò kim tinh, chúng ta thấy được người này có khá là nhiều cái phần âm đức như thế này, thì rõ ràng đây là một trong những người có cái bàn tay phúc khí. Cái vân âm đức chính là cái vân ở nó mọc bất kỳ ở cái vị trí nào ở trong cái gò kim tinh này của chúng ta, mà ở cái giai đoạn mà cái lưu niên mà nó xuất hiện thì nó sẽ nói được cái thời điểm đó người đó sẽ được cái sự che chở, cái sự bảo vệ giúp cho người đó có thể thoát khỏi những cái chẳng hạn như cái sức khỏe của mình nó hơi ốm yếu thì nó sẽ trải qua rất là nhẹ nhàng. Đó là những cái dấu hiệu ở trên cái đường sinh đạo cũng như là cái gò kim tinh để cho chúng ta phản ánh được những cái điều đó. Tiếp theo nữa thì chúng ta đi tới cái đường công danh sự nghiệp hay gọi là cái đường định mệnh của người này, xem cái đường định mệnh của người này có những cái dấu hiệu như thế nào. Chúng ta thấy được cái người này có một cái đường định mệnh phải nói là nó xuất phát điểm cũng khá là tuyệt vời, bởi vì ở đây nó có những cái hướng từ ở bên trong của cái gò kim tinh và cụ thể là ở cái đường sinh mệnh nó đi ra đây, thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cái xuất phát điểm, cái sự vào đời của cái người này mà cụ thể là cái sinh vào trong một cái bệnh viện thì chắc chắn phải sẽ có cái sự giúp sức, cái giúp đỡ từ ở bên trong cái người người thân, cái dòng họ, dòng tộc của mình. Đây là một trong những cái có thể nói là một cái phước phần của chúng ta, bởi vì chúng ta khi mà ra trường nhiều người họ không có thân thế gì đâu, họ phải rất là vất vả để xin việc, mà thậm chí ở cái giai đoạn hiện nay cái tình hình dịch Covid như thế này thì chắc chắn cái việc mà tự thân chúng ta vận động tự xin vào một cái cơ quan, một cái công ty, một chỗ nào đó làm việc thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn. Tuy nhiên đối với cái bàn tay này thì rõ ràng là bạn này chắc chắn sẽ xin được vào cái bệnh viện, bởi vì họ có được cái sự giúp đỡ này của những cái người thân ở bên trong cái dòng họ của mình. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy cái bạn này có một cái đường kinh doanh ở cái đường thủy tinh. Có thể nói đây là một trong những cái đường mà nó tuy là nó không được cái trọn vẹn cho lắm, nhưng mà điều này nó cũng nói lên rằng là người này nhất định ngoài cái việc làm ở trong bệnh viện sắp tới đây thì họ chắc chắn họ sẽ có thêm một cái khoản kinh doanh nào đó. Thường thì chúng ta thấy những người mà làm ở trong bệnh viện á, thì họ đa số là họ sẽ đi làm thêm ở bên ngoài, là mở một cái phòng mạch hoặc là đi khám tư ở một cái bệnh viện tư nào đó ngoài cái thời gian giờ hành chánh. Ở cái đường định mệnh này chúng ta thấy về cái khả năng mà người này xin vào cái bệnh viện mà ở bệnh viện nhà nước á, thì sẽ rất là cao, bởi vì mình thấy ở đây có một cái đường kinh doanh thứ hai thì cho mình lược đoán như vậy. Một đặc điểm rất là nổi bật nữa ở trên cái đường đường sự nghiệp của anh ta, mà đặc biệt là ở cái gò Thái Âm, chúng ta thấy bằng này có một cái nét chữ như thế này. Đây là một trong những cái nét chữ phải nói là rất là hiếm. Trong cái thuật xem chỉ tay của người cổ xưa đã từng ghi chép lại rằng đây là một trong những cái vân gọi là cái vân chữ nữ. Cái vân chữ nữ, cái bản thân của cái vân chữ nữ đó nó cũng đã nói lên cái điều đó. Mà đặc biệt cái vân chữ nữ này xuất hiện ở gò Thái Âm
mà nó bên cạnh của cái đường khởi nghiệp, tức là cái đường vận mệnh này. Thì điều này cho thấy là người này chắc chắn sẽ được một cái sự quý nhân giúp đỡ, mà ở đây chính là một cái người phụ nữ. Trên lòng bàn tay mà xuất hiện cái vân chữ nữ này thì nó sẽ mang lại cái điểm may mắn cho người, cái chủ nhân đó. Tức là họ sẽ có được cái của cải, có được cái tiền tài và cái danh vọng. Đây là một trong những có thể dấu hiệu mà có thể nói trong triệu người chỉ có một người có thôi. Đây là một trong những cái dấu hiệu rất là hiếm hoi mà mình đã phát hiện ra ở trên cái bàn tay của người này. Do đó hôm nay mình muốn chia sẻ thêm các bạn cái dấu hiệu này. Nếu như mà các bạn có cái dấu hiệu này thì đây là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt và may mắn cho chúng ta. Tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở trên cái đường sinh đạo, ở cái đường định mệnh của bạn này. Bạn này vẫn phát triển tới năm 35 tuổi thì cái đường sự nghiệp này nó sẽ có một cái sự thay đổi. Mà cái sự thay đổi này chúng ta thấy sự rất là lớn. Ở đây, cái sự thay đổi này là cái sự thay đổi mà nó theo cái chiều hướng tốt chứ không phải là cái chiều hướng xấu. Chúng ta thấy sau khi mà người này khởi nghiệp và có một cái thời gian dài họ phát triển sự nghiệp rất là tốt. Nhưng mà sau đó họ sẽ có một cái sự chuyển biến trong cái nghề nghiệp nữa. Và cái sự chuyển biến này nó sẽ mang lại cho cái người này có thể nói là một cái thành tựu lớn hơn. Chúng ta thấy ở trên sau khi mà 35 tuổi cái người này có một cái sự chuyển biến về nghề nghiệp đó, thì chúng ta thấy được bên cạnh đó thì người này có đường tài vận rất là tốt, nó rất là sâu đậm ở đây. Ở đây chúng ta thấy được cái đường này nó xuất phát từ cái đường tình cảm, là nó đi lên cái đường này. Thì điều này cho thấy là cái khả năng mà người này sau khi mà gặp hôn nhân á, kết hôn á, thì người này sẽ có được cái sự nghiệp nhờ vào cái sự giúp đỡ đó. Cái sự giúp đỡ đó kết hợp với cái sự nỗ lực của bản thân và cái sự giúp đỡ bên ngoài của cái người này, thì nó sẽ cho cái người này có một cái gọi là một cái địa vị và một cái sự nghiệp nó rất là hẳn hoi. Chúng ta thấy ở cái khu vực của cái bạn này, cái gò mộc tinh, nó có những cái ô vuông như thế này. Mặc dù cái ô vuông này nó chưa được hình thành một cách trọn vẹn và nó vuông vức cho lắm, nhưng mà đây là một trong những cái dấu hiệu nó cho thấy được là người này rất là mong muốn họ sẽ làm chủ và có cái địa vị ở sau này. Chúng ta thấy ở trên cái đường tâm đạo thì chúng ta thấy rõ từ cái đường tâm đạo nó có những cái hướng đi lên cái gò thủy tinh như thế này. Thì lúc đầu mình đã có luận giải cho các bạn, thì những người này thường là họ sẽ có cái lợi lộc trong cái việc kinh doanh. Do đó người này chắc chắn sau này họ, khi mà họ vào cái bệnh viện thì họ chắc chắn sẽ có một cái kinh doanh thêm ở bên ngoài. Mà cái khả năng người này sẽ hợp tác hoặc là mở cái phòng mạch gì đó riêng tư là rất là có cái khả năng rất là cao. Chúng ta thấy ở trên cái đường Thái Dương bàn này có những cái đường tiền tài như này. Nhưng mà cái đường này nó hơi bị thoát một tí xíu. Thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cái việc thu nhập của người này á. Chúng ta thấy nè, ở này người này có thể là thu nhập tới hai cái nguồn thu nhập lận. Nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có cái nguồn chi ra. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện rất là bình thường thôi. Chúng ta có muốn có lợi lộc, muốn có đầu tư sinh lời thì đương nhiên là phải có một cái khoản đầu tư ban đầu, nó sẽ chi cái số tiền đó ra thì sau này chúng ta mới thu lại được. Đây cũng là một cái chuyện rất là bình thường thôi chứ không có gì. Với cái tướng tài này thì có thể nói cái vân chữ nữ là một trong những cái vân, cái điểm sáng nhất ở trên lòng cái bàn tay của người này. Người này sau này thành công nhất định phải nhờ vào một cái sự giúp đỡ của một cái người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này chính là cái người sẽ đem lại cho anh ta cái đường công danh sự nghiệp và cái đường kinh doanh này. Cho nên đây là một trong những cái dấu hiệu bạn cần phải lưu ý. Mà khi mà trên cuộc đời của chúng ta vô tình một người nào đó hay cố ý đi ngang qua đời của chúng ta mà họ đã giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng ghi ơn, ghi nhớ người đó, để sau này có điều kiện thì chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa lại sao cho nó trọn vẹn cái chữ tình nghĩa. Thì đó mới chính là một trong những cái người mà có giữ được cái đạo trung hiếu chữ tín. Những người mà có giữ được cái chữ trung tín thì sẽ rất là dễ thành công ở cái ngoài đời, và cũng như là có được cái sự địa vị và cái sự tôn kính của người khác. Mà đặc biệt là đối với những người lương y, người bác sĩ thì cần phải có những cái đức tính đó. Thì những người
mà người ta tới chỗ mình mà người ta khám bệnh, người ta biết được mình là một người bác sĩ có tâm, có tầm, có cái chữ tín như vậy, thì người ta rất là tín dụng và thương yêu. Và những cái đó chính là cái phúc phần của chúng ta tiếp tục gieo thêm ở cái cuộc sống này. Thì qua cái tướng tài này mình sẽ xin chúc cho bạn này sau này sẽ gặt hái được nhiều cái thành công ở trên cái con đường sự nghiệp, những thành tựu này sau này của mình. Với cái đường này thì cái đường tình duyên nó sẽ, hiện tại thì mình chưa thấy được cái tình duyên của bạn này nó đang ở đâu. Có thể nói là ở cái thời điểm hiện nay là bạn này có một cái suy nghĩ nó hơi tiêu cực tí xíu về chuyện tình yêu. Chẳng hạn như bạn này chưa muốn lấy vợ, hoặc là thấy cái trong quá khứ đây bạn này đã từng có thất bại về cái chuyện tình yêu. Do đó họ chưa có nghĩ tới cái chuyện tình yêu ở cái thời điểm này. Đó, ở trên cái bàn tay này nó chưa xuất hiện cái đường hôn nhân, do đó mình chưa thể luôn đoán được cái đường hôn nhân đó. Thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mình sẽ liên lệ các bạn ở những cái video tiếp theo. Thì bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.